Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt vân tay admin. Thì các bạn giữ cái bộ nhận diện này khoảng 3 tới 4 giây cho đến khi cái đèn này nó hiện màu xanh dương này. Rồi, các bạn xác nhận vân tay admin 10 lần nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10. Rồi, sau khi xác nhận xong á thì cái ổ khóa đã nhận một vân tay admin nha. Thì các vân tay khác nó sẽ không mở được, mình thử các bạn xem đây. Không mở được ngay. Đó. Rồi chỉ có vân tay admin này là mở được này. Đó. Rồi, thế thì cài đặt cái vân tay thứ hai như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Đây là cách cài đặt ngón vân tay, cái vân tay thứ hai thì dùng một cái vân tay khác giữ cho đến khi đèn hiện màu xanh dương. Rồi. Phạm bạn phải dùng vân tay admin để xác nhận nha. Đó. Đó, rồi. Cái dùng cái vân tay thứ hai xác nhận 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, cài đặt vân tay thứ hai đã xong. Đó, các bạn nhớ là phải cần phải có vân tay admin để xác nhận cài đặt cái vân tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cho tới thứ 10 thì mới cài đặt được. Mình sẽ thử các bạn xem nha. Đây, mở được rồi nè. Đó. Rồi cái ngón khác chưa cài đặt thì không mở được. Đó. Cách làm cái vân tay thứ ba, thứ tư thì cũng sẽ tương tự như vậy. Cần phải có cái vân tay admin để xác nhận. Rồi. Thế bây giờ nếu bạn muốn tặng ổ khóa này thì mình phải reset nó về trạng thái ban đầu đúng không? Thì đây là cách reset đây. Dùng vân tay admin nha. Mình giữ cái ổ khóa này cho đến khi nó hiện cái đèn này nó hiện màu đỏ lên này, màu xanh này, rồi nó qua màu đỏ này. Rồi, dùng vân tay admin xác nhận. Rồi, cái ổ khóa này đã về trạng thái ban đầu rồi đó. Là bây giờ ngón tay nào cũng sẽ mở được. Đó. Rất là đơn giản và thuận tiện.